Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thể đạt 640 cho đến 645 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ngoài ra, cán cân thương mại duy trì ở mức xuất siêu nhẹ. Những ngành hàng truyền thống có thế mạnh như là điện thoại, điện tử, máy móc, linh kiện cũng có thể đạt mức tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15 cho đến 25% năm nay. Việc lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu có thể vượt qua mốc 600 tỷ là một con số hết sức có ý nghĩa khi mà năm nay doanh nghiệp chịu tác động nặng nề chưa từng có của dịch bệnh. Trong tháng 10 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 7% so với tháng 9, chỉ thấp hơn 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự phục hồi này phần lớn nhờ hoạt động sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm công nghiệp lân cận được khôi phục, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng. Từ ngày hôm nay, hệ thống hóa đơn điện tử giai đoạn thứ nhất chính thức triển khai tại 6 địa phương, đó là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định, nơi đang chiếm 70% tổng số hóa đơn điện tử của toàn quốc. Sau đó sẽ được thực hiện trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Hóa đơn điện tử đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý thuế hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của nền kinh tế, thay đổi phương thức quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của doanh nghiệp, người nộp thuế, vừa tiết giảm chi phí hành chính, vừa xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn Big Data. Điều này có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với cơ quan thuế mà còn đối với khu vực doanh nghiệp và nền kinh tế. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo giao các đơn vị nghiên cứu bổ sung sân bay quốc tế thứ hai ở phía Nam, Đông Nam thành phố, hỗ trợ cho sân bay quốc tế Nội Bài ở phía Bắc thành phố. Theo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, thành phố rất cần thiết có sân bay thứ hai đáp ứng quy hoạch 150 triệu hành khách một năm. Sơ bộ khảo sát, phương án ý tưởng sẽ đặt ở phía Nam Hà Nội, nằm giữa vành đai 4 và 5 với quy mô 1.300 ha. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu khả năng phát triển mô hình thành phố trong thành phố tại khu vực phía Bắc, gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, phía Tây, thành phố mới Hòa Lạc và một số thị xã mới trong thành phố. Dự kiến đến năm 2025, Hà Nội sẽ hoàn thành đề án xây dựng thành quận đối với 5 huyện gồm Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Đan Phượng. Dự báo tỷ lệ đô thị hóa sẽ khoảng 60-65%, phù hợp với định hướng quy hoạch chung đến năm 2030 đạt 68%. Từ ngày hôm nay, tuyến đường sắt trên cao Metro Cát Linh Hà Đông, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đã kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí, bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền. Đơn vị quản lý cũng đưa ra nhiều mức vé và thay đổi thời gian tàu chạy để thuận tiện cho người dân Hà Nội đi lại. Tàu sẽ chở khách từ 5:30 cho đến 22 giờ hàng ngày, tần suất 10 phút một chuyến. Thời gian tàu dừng tại ga để khách lên xuống là 25 cho đến 50 giây. Giá vé tàu là 8.000 cho đến 15.000 đồng một lượt, vé ngày 30.000 đồng một ngày, đi lại trong ngày, không giới hạn. Vé tháng phổ thông 200.000 đồng một vé, 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Các đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo được đi miễn phí. Ban quản lý cho biết thời gian tới các nhà ga tuyến Metro Cát Linh Hà Đông sẽ có thêm tiện ích cho hành khách như máy ATM, máy bán hàng tự động, cửa hàng bán đồ ăn nhanh, cửa hàng lưu niệm. Thưa quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo về việc nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức vận hành. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong thời gian qua có hiện tượng một số tổ chức cá nhân kêu gọi mời chào nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán thông qua sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán ảo hoặc công ty trung gian có kết nối với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Trong đó có những công ty sử dụng tên công ty chứng khoán để giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Điều này đã gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư rằng đây là các sàn giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán được hoạt động hợp pháp và thuộc sự quản lý giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, các tổ chức trung gian không được pháp luật chứng khoán quy định hoặc thừa nhận để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. Thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, hoạt động cấp phép khoáng sản trên địa bàn Đà Nẵng được thực hiện theo hình thức xin cho và gây nên nhiều bức xúc trong dư luận. Để giải quyết bài toán này thì mới đây thành phố Đà Nẵng đã chính thức thực hiện việc đấu giá công khai với mục tiêu chống thất thoát tài nguyên quốc gia, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây là phiên đấu giá công khai hai điểm mỏ khai thác đất đầu tiên của thành phố Đà Nẵng. Hai khu mỏ có diện tích 20 ha đã được đấu giá thành công với mức giá vượt xa kỳ vọng ban đầu. Giá khởi điểm được đưa ra là hơn 3,6 tỷ đồng.
nhưng hai đơn vị trúng giá là Công ty Cổ phần Xây dựng Long Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư Khu đô thị Nam Cường đã trả mức giá lên đến 52,8 tỷ đồng. Cuộc đấu giá này thì đã diễn ra rất là công khai minh bạch. Với kết quả trúng đấu giá thì đã tăng lên rất nhiều lần. Đã chênh lệch so với giá khởi điểm thì trúng đấu giá chênh lệch so với giá khởi điểm đã hơn gần 50 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, chủ trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho thấy luật khoáng sản năm 2010 đã đi vào thực tiễn. Trong quá trình nộp hồ sơ thì cũng có đơn vị là nộp hồ sơ rồi thực hiện cái nghĩa vụ tài chính về tiền đặt cọc là nó không đảm bảo quy định. Thì chúng tôi cũng phải xem xét cụ thể và giải quyết thỏa đáng cho tất cả các nhà đầu tư tham gia. Và giải quyết cho người ta tâm phục khẩu phục. Đúng là người ta nộp trễ thì người ta phải chấp nhận là không đủ điều kiện để tham gia đấu giá. Và giải quyết khiếu nại triệt để cho từng cái nhà đầu tư để mà khi tổ chức đấu giá là không còn cái trường hợp khiếu nại nào nữa. Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, hiện nay mới chỉ hoàn thành việc đấu giá quyền khai thác. Để được cấp phép, các doanh nghiệp cần phải thực hiện hàng loạt thủ tục theo quy định khác. Chủ trương đấu giá sẽ thật sự hiệu quả khi các doanh nghiệp trúng thầu phải thực hiện đúng quy định. Còn nếu đấu giá cao, một doanh nghiệp bỏ thầu thì nhà nước chỉ thu được số tiền ký quỹ đặt cọc là 277 triệu đồng và 6 tháng sau phải tổ chức đấu giá lại lần nữa. Nếu như các doanh nghiệp đấu giá thành công khoáng sản tại Đà Nẵng thực hiện đúng với quy định thì nguồn ngân sách của thành phố Đà Nẵng sẽ thu về một số tiền gấp nhiều lần so với hoạt động cấp phép khoáng sản trước đây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngay sau khi hoạt động đấu giá kết thúc thì có nhiều ý kiến râm ran rằng đây là một việc có dấu hiệu phá thầu, bởi các doanh nghiệp trúng thầu trong đợt này thì đều bỏ giá với mức giá quá cao, thậm chí là phi thực tế. Điều này cũng từng xảy ra ở một số các địa phương khác và đã gây ra nhiều hậu quả. Chính vì đó mà các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng cũng cần phải lưu ý về công tác đấu thầu khoáng sản hiện nay. Thưa quý vị, vào tối qua ngày 20 tháng 11, tại khu du lịch quốc gia Sapa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã khai mạc festival Tinh hoa Tây Bắc Hương sắc Lào Cai. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhằm thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch dịch vụ. Đây là sự kiện hấp dẫn được tổ chức quy mô, cũng là tiền đề khởi động cho chuỗi các hoạt động festival Tinh hoa Tây Bắc Hương sắc Lào Cai sẽ chính thức được tổ chức vào năm 2022 với sự hưởng ứng của các tỉnh thành trong khu vực Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia sự kiện, người dân và du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như chương trình thời trang nghệ thuật, thổ cẩm, câu chuyện tình yêu, tái hiện chợ tình Sapa và không gian trưng bày thổ cẩm những câu chuyện kể. Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn mang đến những trải nghiệm mới, những sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần phục hồi ngành du lịch, dịch vụ sau thời gian dài bị đóng băng vì đại dịch COVID-19, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của du lịch Lào Cai cũng như các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng chiều tối và đêm nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ sáng sớm ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh nên từ chiều tối nay cho đến sáng ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày mai, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi 10 đến 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Thưa quý vị, nhằm hướng đến mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trước ngày 1 tháng 12 năm nay, Công an thành phố đã thông tin về đợt thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Dù đã làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip nhiều tháng trước, thế nhưng đến nay nhiều người dân ở Hà Nội bất ngờ khi phải đến công an sở tại để khai lại thông tin vì bị sai lệch. Trước thực trạng này, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội khẳng định không có chuyện thất lạc hay là mất dữ liệu cấp căn cước công dân gắn chip của người dân đã từng làm hồ sơ. Nhiều người dân được công an khu vực thông báo đi khai báo lại thông tin làm căn cước công dân là vì có thông tin bị sai lệch như là tên tuổi, địa chỉ, ngày tháng năm sinh. Thậm chí là một dấu chấm, dấu phẩy hay là sai L với N, hệ thống cũng không nhận. Vì vậy, cảnh sát phải mời công dân đến xác minh lại thông tin nhằm đảm bảo sự chính xác tuyệt đối.
Hiện nay khó khăn lớn nhất là những người liên tục thay đổi nơi cư trú, tạm trú. Thời điểm làm căn cước công dân, nếu một người tạm trú ở một phường, thường trú ở một phường, khi dữ liệu nhập lên hệ thống thì người đó lại chuyển đi nơi khác, thì dữ liệu của công an phường nơi người này thường trú sẽ không khớp và hệ thống cũng không nhận. Vì vậy, cảnh sát sẽ mời công dân đó đến khai báo để xác nhận lại thông tin. Theo Công an Hà Nội, người dân làm thẻ căn cước công dân vào thời điểm này rất có lợi vì sau đó mỗi người sẽ có một mã số định danh cá nhân và một mã QR riêng. Trên căn cước cũng tích hợp nhiều thông tin giúp cho người dân có thể giảm thiểu các loại giấy tờ khi giao dịch. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết miền Bắc nắng nhẹ hết hôm nay 21 tháng 11. Đến đêm nay thì gió mùa đông bắc tràn về và trời chuyển mưa rét. Miền Trung giảm mưa, còn Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa lớn vào chiều tối. Theo dự báo, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ sáng sớm ngày 22 tháng 11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do vậy, từ đêm nay đến sáng ngày 22 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22 tháng 11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22 tháng 11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến sáng mai có mưa, mưa rào, từ ngày 22 tháng 11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất, phổ biến từ 14 đến 17 độ. Thưa quý vị, trong khi điểm sạt lở cũ chưa được xử lý, thì điểm sạt lở mới lại xảy ra và đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài sản của nhiều hộ dân sống dọc ven tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Đường Trường Sơn Đông là trục giao thông xuyên suốt 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có chiều dài gần 700 km. Thế nhưng đoạn tuyến đi qua Quảng Ngãi lại đang bị ách tắc nghiêm trọng do sạt lở núi nhưng chậm được khắc phục. Đường Trường Sơn Đông đoạn tại km 157 350 thuộc thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây. Gia đình anh Mái và nhiều hộ dân trong làng đang sống trong lo sợ. Đỉnh núi này có thể tiếp tục sạt lở xuống bất cứ lúc nào. Nếu không có phương án di rời thì những hộ dân như gia đình anh Mái sẽ không thể tiếp tục an cư. Gần đây hồ nào cũng sợ ấy cả. Thì lúc trời mưa thì mà nhà nào nhà nấy thì của mình không ngủ được, có cảnh giác á, lỡ đi sao rồi mình chạy. Tuyến đường Trường Sơn Đông qua Quảng Ngãi có tới 15 điểm sạt lở, nhiều điểm sạt lở chỉ mới khắc phục tạm thời cho phương tiện lưu thông qua lại. Cá biệt tại km 156 cộng 900 qua xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây đã bị ách tắc hoàn toàn sau vụ sạt lở hồi năm 2020, nhưng đến giờ vẫn chưa được chủ đầu tư là Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng khắc phục. Để thông tuyến phải mượn đất sản xuất của ba hộ dân mở đường tạm cho phương tiện lưu thông qua lại. Bây giờ là đường rất là khó khăn, đi là coi như cứ mưa lũ là đi không có được, coi như nó sọt lũ là đi không được. Còn đường là ổ gà mới công trình nó đắp sơ đi đỡ thôi. Mấy anh coi nghiên cứu lại nhà nước cái lộn lại chứ, lộn sao mà đi được. Huyện cũng đã nhiều lần đề xuất với Bộ Quốc phòng để khẩn trương khắc phục cái tiếng này để mà cho người dân được nó thông cái tiếng này để người dân được giao thông nó thuận lợi. Mà tuy nhiên đến từ tháng 10 năm 20 tháng này thì cũng bộ tổng tham mưu bộ 46 thì vẫn chưa có động thế gì để mà thông cái tiếng này. Việc khắc phục tạm các đoạn tuyến bị sạt lở cũng chỉ mang tính tình thế, nguy cơ ách tắc toàn bộ tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi là khó tránh khỏi nếu như không có phương án chống sạt lở hiệu quả và kịp thời. Thưa quý vị, trong những ngày cuối tuần, sau khi gần chạm ngưỡng 62 triệu đồng một lượng, thì giá vàng trong nước đã giảm mạnh theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng đã giảm mạnh từ 1 triệu 8 đến 2 triệu đồng một lượng trong thời điểm cuối tuần này. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 58,9 triệu đồng một lượng mua vào và 60,1 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch lẻ tại một số doanh nghiệp thì cung ứng niêm yết ở mức là 59,2 triệu đồng một lượng mua vào và 60,09 triệu đồng một lượng bán ra.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 59,3 triệu đồng một lượng mua vào và 60,52 triệu đồng một lượng bán ra. Các chuyên gia cũng dự báo nếu giá vàng thế giới đảo chiều thì khả năng giá vàng trong nước sẽ còn giảm mạnh hơn nữa. Trong hôm qua và hôm nay, giá lợn hơi ở miền Bắc đã giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg, còn ở miền Trung, Tây Nguyên thì lại tăng nhẹ. Hiện giá lợn hơi dao động từ 41.000 đến 47.000 đồng một kg, trong khi đó giá thịt lợn tại chợ vẫn cao. Những ngày gần đây, giá lợn hơi liên tục giảm. Từ ngày 20 tháng 11, tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg, dao động quanh mức 41.000 đến 45.000 đồng một kg. Tại Hà Nội, giá lợn hơi đang là 41.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng một cân, dao động quanh mốc từ 44.000 đến 47.000 đồng một kg. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung ghi nhận giá lợn hơi hôm nay nhích nhẹ một giá lên mức 44.000 tới 47.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Nam hôm nay cũng được điều chỉnh, dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng một kg. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá lợn hơi xuống thấp là do lượng lợn cung ứng ra thị trường vẫn cao trong khi nhu cầu của người dân giảm. Gần đây, số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước đang tăng cao trở lại. Điều này dẫn đến sức tiêu thụ thịt lợn trên thị trường giảm, khiến giá lợn hơi đi xuống. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sau khi người chăn nuôi bán đi lượng lợn hơi quá lứa, giảm đàn, cộng với nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tăng cao, giá lợn hơi sẽ tăng trở lại.